chào tất cả những khán giả đã đến với Let's Style nào của Phong Cách. Các bạn thân mến, có rất nhiều yếu tố để tạo nên một diện mạo hoàn chỉnh. Đó có thể nói tới thời trang, tới phụ kiện, cách make up và không thể không nhắc tới đó chính là những kiểu tóc. Và ngày hôm nay thì chủ đề của chúng ta chính là tóc. Làm sao để có thể có một bộ tóc đẹp thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở phần sau của chương trình. Còn ngay bây giờ sẽ là Let's Face, những gương mặt thời trang và phong cách sống. Xin chào các bạn, mình là Phương Linh, năm nay 24 tuổi, hiện đang làm người mẫu tự do tại Hà Nội. Cách đây 2 năm là lúc mình bắt đầu công việc làm người mẫu tự do tại Hà Nội, thì ở thời điểm đó thì mình cũng bắt đầu chú trọng đến cách ăn mặc của bản thân hơn, bởi vì để trở thành một người mẫu thì cũng đã làm trong ngành thời trang rồi, và làm trong ngành thời trang thì tất nhiên là phải chú trọng hơn đến cách ăn mặc của bản thân, bởi vì cần phải xây dựng hình ảnh cũng như là giữ hình ảnh trước công việc của mình. Bản thân mình thì mình không chọn cho bản thân một phong cách gì đó nhất định cả, bởi vì đối với mình thì cứ mặc những trang phục hợp với tinh thần và hợp với vóc dáng của mình. Mà thường thì mình sẽ lựa chọn những trang phục đơn giản, tối giản nhất có thể, và thường chọn những cái gam màu trung tính, ví dụ như là đen, trắng hoặc là xám. Thực ra từ trước đến giờ thì cái phong cách của mình nó cứ dần được hình thành theo những độ tuổi, từ hồi cấp 2, rồi cấp 3, rồi đại học, rồi ra đại học, thì lúc nào mình cũng thường là trung thành với cả cái phong cách là đơn giản, tối giản, hết sức có thể. Thực sự thì mình không hề quan tâm đến thương hiệu mình đang mặc là gì, chỉ cần là nó chất liệu thoải mái, kiểu dáng không quá bánh bèo, không quá diêm dúa, không có gì gọi là bị quá đặc biệt, và nó phù hợp với cả cái tỷ lệ cơ thể của mình là mình sẽ thoải mái nhất. Thường thì khi đi làm thì mình sẽ chọn những cái bộ trang phục nó thoải mái, năng động, bởi vì công việc của mình thường phải thay đổi trang phục liên tục, nên là mình thường sẽ chọn những cái bộ như là váy suông đơn giản, là một chiếc áo phông hoặc là quần jean, chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn ví dụ nếu mà khi đi chơi thì mình sẽ mặc điệu hơn một chút xíu, ví dụ như là mặc sơ mi lụa hoặc là một chiếc váy nó bó sát hơn, nhưng mà nó vẫn sẽ đơn giản. Còn nếu mà khi đi dự sự kiện thì mình thường chọn những cái trang phục mà gam màu như đen, trắng hoặc là bó, để nó tôn lên cái vóc dáng và nó sẽ có cái sự sang trọng ở trong đấy. Vì công việc của mình là một người mẫu tự do hoạt động trong ngành thời trang, nên là thời trang cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong cuộc sống của mình. Thì bên cạnh những cái buổi chụp hình đồ của các nhà thiết kế, thì cái thời trang ngoài đời sống của bản thân mình cũng rất là chú trọng, bởi vì thời trang ngoài đời nó cũng nói lên được tính cách con người và tính chất công việc của bản thân mình. Khuyên của mình dành cho các bạn trẻ thì chỉ đơn giản là các bạn hãy lựa chọn những cái bộ trang phục mà nó phù hợp với cái vóc dáng của bản thân cũng như là tỷ lệ vóc dáng của cơ thể, và đặc biệt là hãy chọn những cái bộ đồ mà nó phù hợp với điều kiện kinh tế, bởi vì cũng không nên gọi là chọn những cái bộ đồ nó quá đắt so với bản thân mình có thể chi trả được, và hãy chọn những cái bộ đồ nó phù hợp với môi trường của các bạn làm việc. Vừa rồi là những chia sẻ về phong cách đời sống thường nhật của bản thân, và bên cạnh đó cũng là những ý kiến góp ý cho các bạn trẻ đang loay hoay trên con đường tạo dựng phong cách của bản thân mình, thì mình hy vọng rằng các bạn sớm sẽ tìm được một phong cách phù hợp với mình nhất, và các bạn sẽ cảm thấy thoải mái, tự tin với phong cách của bản thân.
Chào đón tất cả những khán giả đã quay trở lại với Let's Style là của phong cách. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là tóc. Vậy xu hướng tóc trong năm 2018-2019 sẽ là gì? Và những kiểu tóc nào đang làm mưa làm gió? Thì chúng ta sẽ cùng bàn luận về chủ đề này với hai vị chuyên gia của chúng tôi. Tôi xin giới thiệu nhà tạo mẫu tóc Minh Tâm ạ. Và stylist của anh Joner. Đầu tiên thì phải hỏi quan điểm của hai anh thế nào về một bộ tóc đẹp ạ? Chắc là tôi sẽ xin trả lời trước. Đối với tôi, một bộ tóc đẹp, điều đầu tiên nó phải mang một vài yếu tố thì chúng ta có thể có cơ sở để nói nó là tóc đẹp. Thì cái đẹp thì đối với tôi nghĩ rằng là nó rất là riêng. Thì nguyên tắc mà để tạo được một mái tóc đẹp chính là sự cân bằng và tính phù hợp. Từ cái sự cân bằng và tính phù hợp mới tạo được cái đẹp. Còn cái đẹp như thế nào, xu hướng ra làm sao lại còn tùy cá tính người sử dụng nữa. Ví dụ như là có những cái người mà thích một cái phong cách nó nổi loạn của cái đường phố thì cái đẹp của người đấy nằm ở khuynh hướng của đường phố nhưng phải cân bằng và phù hợp với cả chính cô ấy. Thì khi mà chúng ta nhìn vào ai đó thì chúng ta không thể nhìn từ chân lên được, mà chúng ta phải nhìn vào khuôn mặt và tóc. Những cái hình học mà phần ngoài của khuôn mặt nó rất là hỗ trợ mạnh cho cái nhìn ban đầu. Đôi khi thì có một ai đi vọt qua bạn cũng chưa thể nhìn nét mặt của người ta, nhưng mà nếu như bạn thấy người ta có một cái hình học mái tóc khá lạ thì chắc chắn là bạn đã dừng mắt ở đấy rồi. Cái layout ở phía bên ngoài là cái rất là quan trọng, và cái layout đấy nó sẽ quyết định cái sự cân bằng ở trong khối bên trong, hoặc là cái ngôn ngữ mà người chủ nhân của nó muốn nói cho người nhìn. Nếu như đạt được tất cả những điều đó, yếu tố đó thì tôi nghĩ đấy là một mái tóc đẹp. Dưới quan điểm của một nhà tạo mẫu tóc thì nghe hơi khó khăn để có thể tạo dựng lên một mái tóc đẹp phải không ạ? Còn với quan điểm của anh, một stylist, thì anh nghĩ như thế nào là một mái tóc đẹp? Lúc nãy thì anh Tâm đã là một chuyên gia về tóc thì chia sẻ về một mái tóc đẹp thì rất là đầy đủ rồi. Nhưng mà theo quan niệm của mình ấy, thì đơn giản là một mái tóc đẹp là sự phù hợp, và phù hợp với xu hướng cũng như là cái sự yêu thích chung của mọi người. Là mái tóc đấy có hợp thời thượng hay không, và nó có phù hợp với cá tính cũng như phong cách ăn mặc của bạn đấy hay không, thì nó là một mái tóc đẹp. Một mái tóc đẹp thì có nhất định là phải là một mái tóc thời trang không ạ? Tôi nghĩ rằng là chưa chắc là nó đã bắt buộc nó phải là thời trang. Vì có những người sử dụng đi ngược lại rất nhiều. Ví dụ như là thời trang, cái trend của năm nay thì là như thế này. Đôi khi người ta sử dụng những cái mái tóc mà ở những thập niên 60, mặc dù cũng không phải là cái trend của năm, nhưng mà người ta phối trộn đồ lại rất hợp ý thì luôn luôn tạo ra cái tổng thể nó lại khá bất ngờ. Nên nó chỉ là một phần chứ chưa chắc là đã quyết định 100% là phải. Đấy là lý do tại sao mà John muốn nói là cái sự phù hợp, nó phù hợp với cả cái bản thân cái người có cái mái tóc đấy. Tức là sắp tới là có thể là những cái xu hướng tóc nó mốt rất là lạ chẳng hạn, và đặc biệt chẳng hạn, nhưng bản thân cái người đấy thì là theo cái style cổ điển thì không bắt bạn đấy là phải theo cái style đấy, và bạn có thể tìm cho mình cái tóc nó phù hợp với bạn ấy hơn mà vẫn đảm bảo cái sự đương thời. Nó không phải là xu hướng nhưng mà nó là đương thời. Nhưng tôi cũng muốn bổ sung một ý kiến thôi, mặc dù là như vậy nhưng không ai là không có một là ý thích là mình sở hữu một mái tóc mà đúng xu hướng, chắc chắn là như vậy, ai cũng muốn như vậy. Thì tâm lý của tôi, nếu như mà khi mà tôi tư vấn với một khách hàng sau khi thuyết phục về sự cân bằng và tính phù hợp xong, mà nếu như tôi có thêm một câu nói nữa thì chắc chắn là sẽ củng cố một cái lòng tin rất vững vàng để cho người khách để chấp nhận. Có nghĩa là gì? Kiểu tóc này đang rất là xu hướng, người ta sẽ càng cảm thấy rằng là người ta yêu thích cái thiết kế ngay lập tức, vì ai cũng muốn là mình sẽ sử dụng những cái mới. Phải tạo niềm tin và cái sự hứng khởi để khách hàng có thể sử dụng những cái mẫu tóc trên nhất. Dạo gần đây thì có những cái kiểu tóc như thế nào đang lên ngôi đấy ạ? Vâng, nếu như ở Việt Nam thì chúng ta hơi chậm chạp một chút, mà chúng ta vẫn nhìn thấy hơi Korea style, có nghĩa là rất là nhiều cái kiểu tóc mang phong cách Hàn Quốc. Trong vòng 5 năm trở lại đây thì chúng ta thấy rằng là tóc tỉa lớp rất ít, và tóc một khối thì rất là nhiều, nó trơn, nó không có nhiều họa tiết, và nó rất là tối giản, khiến cho người phụ nữ trông rất là nhẹ nhàng, mềm mại, rất là căn bản. Tóc nam thì bình thường basic thì vẫn là cắt ngắn, nhưng mà nếu như mà trend của năm thì là hippie, và hippie thì các bạn sẽ quay trở lại những cái phim của năm 70 hoặc là những ban nhạc của thời điểm đấy, không ai cắt sát cả, mà họ thường là để tóc dài và gáy dài thì vảnh ra rất là lộn xộn, rất là thoải mái. 2-3 năm tới tôi nghĩ rằng chuyện này vẫn không kết thúc, và nó chỉ mang ở một cái dạng là mạnh hơn, đột phá hơn và táo bạo hơn mà thôi. Đồng hành cùng với xu hướng tóc như vậy thì xu hướng về trang phục có cái câu chuyện như vậy không? Trong thời trang và cả tóc là họ thường có một cái mối liên kết nào đấy vô hình, thường là theo văn hóa cũng như là theo cái trào lưu thì mọi người thế mặc làm sao cho nó phù hợp với kiểu tóc. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là các trend về kể cả tóc này, make up này hay trang phục thường là thấy ở các cái sàn runway lớn của thế giới.
như London hoặc là Paris hoặc là Milan Fashion Week, thì từ đấy nó sẽ lan tỏa ra và sẽ luôn luôn là song hành luôn với nhau, phải không ạ? Có một cái điều như thế này, đó là lúc nãy thì Huyền Quỳnh có nghe anh Minh Tâm chia sẻ rằng càng ngày thì các cái kiểu tóc theo Huyền Quỳnh hiểu đó là một sự lộn xộn có chủ đích. Vậy nhưng mà cái điều đó thì có hơi khó áp dụng với nhiều người hay không? Vâng, tôi nghĩ rằng là không phải là khó áp dụng, mà thời điểm mà tôi quay trở lại Việt Nam thì nó là bùng nổ về thời điểm đấy, và hầu hết như 99% là thanh niên là như vậy. Và thời điểm sau đó là mũ bảo hiểm được ra đời thì cái việc đấy nó được hạn chế, nhưng việc hạn chế không phải là không có cách. Chúng ta sẽ lại sử dụng thay nó bằng các hình khối được sắp đặt với nhau để tạo ra sự lộn xộn mà không cần thiết đến sản phẩm tổng kiểu nhiều quá. Quay trở lại với chủ đề chính của chương trình ạ, đó là xu hướng tóc của 2018-2019 sẽ là gì ạ? Vâng, tôi vẫn nói rằng là nó vẫn có sự chuyển động và cắt lớp tỉa và tỉa khoáng, tỉa lỏng, và nó sẽ tạo tầng nhiều hơn. Vẫn là tóc xoăn, nhưng mà cái xoăn nó sẽ mạnh mẽ hơn, thay vì những cái xoăn nó mềm mại như là mấy năm trước chúng ta nhìn thấy. Tại sao mà em chỉ nghe thấy anh Minh Tâm nói là dự đoán chứ không phải là đưa ra xu hướng của 2018 và 2019 ạ? Vâng, đấy là một cái điều mà rất rõ ràng đó. Chúng tôi mới chỉ là dự đoán, cái cách mà tôi vừa nói với bạn cũng là dự đoán. Còn nó như thế nào cụ thể thì phải sau tháng 10. Vì tất cả các ông lớn của ngành này họ vẫn còn đang, chúng ta nói vui một câu là giấu hàng. Có nghĩa rằng là ở thời điểm này chưa ai tung ra hoặc là hé lộ điều gì hết cả. Và họ vẫn chỉ dẫn đến cái điểm đấy là điểm mà để cho người ta còn háo hức. Vì ở đây nó còn liên quan đến business, là kinh doanh. Cho nên nếu như thời điểm này mà đã bung hết thì tất cả các cái việc kinh doanh của các bạn đấy đều rất khó khăn. Chúng tôi có mang đến đây một quyển tạp chí. Tôi là người sưu tập về tạp chí về tóc, tôi có hơn 20 quyển sách này. Và đây là cái quyển sách mới nhất. Vì nếu như mà có một quyển mới hơn nữa thì chắc chắn là tôi phải ở London về sau tuần tới. Đây là một cái quyển tạp chí nói về tóc. Và không phải rằng là nói về tóc không, mà nó còn nói về make up, nó còn nói về fashion, quần áo, thời trang. Chúng ta thấy rằng là ngay từ ở ngoài bìa đầu chúng ta thấy là một sự lộn xộn ngay lập tức, chứ không có một cái gì hoàn chỉnh cả. Ngay từ cái bước ban đầu cho đến những cái bước thứ hai thì có nhìn rất rõ đây là 2017 và 2018. Ở trong này thì chúng ta đã thấy rằng là ngay kể cả những màu tóc sáng tối cũng đã tạo ra rất nhiều sự chuyển động. Đúng. Và để kết hợp với những cái màu sắc rất mạnh mẽ ở trang phục thì chúng ta sẽ có một cảm xúc rất là mạnh về một cái sự phá cách rất là điện loạn. Khi xem như thế này thì Huyền Quỳnh đang nghĩ rằng là những kiểu tóc ngắn sẽ vẫn cứ tiếp tục làm mưa làm gió. Vâng, đây mới là kiểu tóc ngắn, vì kiểu tóc ngắn nó rất mạnh bạo, nhưng mà tôi sẽ dẫn Quỳnh đến những cái khác. Đây cũng là một kiểu tóc dài. Cái sóng lơi này chúng ta cảm nhận rất rõ ràng, bởi vì là cái sóng lơi hiện tại đang có, nhưng mà sóng lơi hiện tại đang có ở Việt Nam thì không tạo lớp. Và các bạn nhìn rõ ở đây có rất nhiều lớp tỉa được đưa vào cái sóng lơi đấy để mà tạo ra cái sự khác biệt của cái thời điểm này với thời điểm khác. Tôi chỉ nói là đây là một sự chuyển động của tóc và được sử dụng bằng sóng để tạo sự chuyển động, và bằng các lớp tỉa rất cao và rất mạnh để tạo ra cái sự mềm mại và cái sự phóng khoáng hơn. Và ngay bên cạnh thì chúng ta sẽ nhìn thấy sự chuyển động quá lớn. Khi mà các bạn đã nhìn vào quyển sách này thì các bạn sẽ rất là rõ ràng hình dung câu chuyện chúng ta vừa nói. John rất là ấn tượng với những cái kiểu tóc này, và những kiểu tóc này như anh Tâm vừa chia sẻ là có sự chuyển động về form dáng, và John thấy ở cả những cái màu sắc cũng có sự chuyển động luôn. Với những cái bộ tóc mà thực sự là cá tính như này thì bản thân cái người mặc cũng phải là diện những cái trang phục nó gọi là cá tính, nhưng mà ở đây có một chút gì đấy gọi là elegant, tuy là phá cách nhưng nó phải có cái độ sang trọng nhất định. Sự tuyệt vời chính nằm ở chỗ đấy. Làm ra cái sự sang trọng rất là khó cá tính, và làm ra cá tính rất khó sang trọng, nhưng nếu như để kết hợp được hai điều này thành công như việc mà chúng ta đang nhìn thì đấy là quả là một tác phẩm tuyệt vời. Những mẫu tóc này được làm bởi những giám đốc sáng tạo toàn cầu của công ty này, chứ không phải làm bởi những cái người thợ xóa điện bình thường. Ở dưới này họ có thể ghi tất cả những tên tuổi và cấp bậc của những người đấy ở sau những bức tranh. Thì chúng ta vẫn đi thấy rằng là kể cả tóc ngắn hay tóc dài thì sự chuyển động vẫn rất rõ ràng, và đây là sự màu sắc nữa khi mà đưa được lên. Năm màu rất là vâng, rất là nhiều màu. Balayage là một kỹ thuật mà hiện tại bây giờ thế giới muốn được sử dụng nó rất nhiều, là một kỹ thuật đổ bóng giống như là chúng ta đánh bóng chì. Và nó sẽ từ sáng và sự chuyển động giống như chúng ta vẽ chì để đi vào bên trong. Đấy thì gọi là cái cách nhuộm đổ bóng được gọi là balayage. Balayage được sử dụng rất nhiều quá trình nhuộm tóc từ ngắn đến dài khi sử dụng balayage. Và đây là một cái kỹ thuật mà hiện tại cả thế giới rất yêu thích và được dùng trong rất nhiều cuộc sống hiện tại. Và chúng ta sẽ chuyển động sang đến những cái việc khác. Chúng ta rất là khó để nhìn thấy một kiểu tóc tịnh trong mấy trang vừa rồi. Đúng rồi. Thì chúng ta nhìn thấy rằng là đây những
hình ảnh này là những cái mà đã nói quá rõ, cái ngôn ngữ quá rõ rồi. John thì đã biết rằng là thì cái hoa văn này thì không phải là mới mẻ và nó cũng rất là cổ điển đấy, chứ không phải là không. Nhưng mà khi mà kết hợp vào với nhau rất là sang trọng. Mình thì có chia sẻ thêm là tuy là các bạn có thể nhìn thấy những cái mái tóc dài này nó chuyển động như vậy, nhưng mà nó sẽ vô cùng ăn nhập với những cái họa tiết hoa, và nhất là những cái hoa mà có cái màu sắc rực rỡ thì tưởng chừng như là nó tạo một cái khối liên kết với nhau. Và thời trang những cái năm trở lại đây thì mọi người thiên hướng về phong cách hippie và nó thiên về sự tự nhiên phóng khoáng và những cái họa tiết thiên nhiên cây cỏ, và cũng có pha một chút thể thao trong đấy nữa để cho có sức sống. Và đấy, bạn có thể nhìn thấy là giữa thời trang và style của tóc thì là mọi thứ phải mix với nhau, ăn nhập với nhau, thế mới gọi là sự song hành. Về cái màu sắc thì chúng ta đã nhìn thấy ngay những bộ sưu tập của Gucci và những bộ sưu tập của Dolce & Gabbana thì năm nay cũng đã rất rõ, kể cả Louis Vuitton cũng không thể nào nói rằng là không đưa màu sắc vào. Vì cái trend thì không thể thay đổi được, các bạn thì sử dụng nó hoặc là kết hợp nó như thế nào để tạo ra cái phong cách riêng của cái nhà thiết kế thôi. Còn tôi nhìn thấy rõ ràng cái trend này không phải chỉ một nhà thiết kế nổi tiếng mà đến 5-6 nhãn hàng nổi tiếng mà tôi nhìn thấy đi. Ở đây thì có những cái sự khối hình được lắp ghép. Ở đây tôi rất là thích cái thiết kế này, những cái thiết kế mà từ thập niên 60 sắc nét để đi cùng với cả những cái thiết kế tiền lỏng của những thập niên 70-80 thì nó phối hợp với nhau, tạo cảm xúc tăng co còn mạnh hơn nữa. 60 và 70 được phối trộn với nhau. Đây là những cái, nếu như mà chúng ta bỏ cái này đi thì chúng ta thấy rằng là kỹ thuật cái phần này rất là smooth, nó vượt rất là bóng mịn, đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta bỏ phần này đi thì rất là lơi, buông lơi. Bởi vì kết hợp với nhau thì chúng ta rất là thú vị. Cũng là một sự kết hợp tuyệt vời ạ. Đấy là sự đẹp mà rộng, những cái phối trộn với nhau để tạo ra cái phong cách nó rất là rộng. Và ở đây thì tôi sẽ muốn giới thiệu một chút nữa, đây là những cái phong cách mà rất là ABBA, đúng không? Nó hơi quen lúc nhưng mà màu sắc được đưa vào đây rất mạnh để có thể giải tỏa được cái, và nó giải tỏa được cái mà bí bách, có nghĩa là nếu như mà nó cứ chỉ là một màu hoặc là một hai bên phải giống nhau thì điều đấy cũng rất bí bách. Nhưng mà đây là một cái sự khác lạ hoàn toàn, nhưng mà chúng ta vẫn thấy là cái phong cách rất là đẹp. Như anh Tâm chia sẻ thì trông có vẻ tóc ướt ướt như thế này rất phù hợp với những cái photoshoot hiện nay. John thì thường là làm những cái bộ hình và những người mẫu thì John cũng hay cho kiểu tóc này sử dụng, cảm giác là high fashion hơn và có cái sự phá cách và điên loạn ở trong đấy, nhưng vẫn là rất là thực sang, rất là thời trang. Nếu mà được dự đoán màu tóc nào sẽ lên ngôi ở năm 2019 thì anh Minh Tâm sẽ nói là màu tóc như thế nào ạ? Màu tóc thì tôi chỉ muốn nói năm nay là những màu sắc rất sắc sỡ, sẽ là mạnh mẽ hơn nữa. Là màu sắc mạnh mẽ được ra đời, và nó không phải là một màu, nó là một sự phối trộn của những tông màu ấm với tông màu ấm và theo kiểu họ hàng nếu như mềm mại, và được cả phối trộn được những mẫu tông màu ấm với những tông màu lạnh để tạo ra một sự đối kháng màu rất mạnh, tăng cái sức mạnh theo cách là ấn tượng khi nhìn vào màu sắc. Và tôi nghĩ rằng là bản thân ý đồ của tôi khi mà làm show đã có những cái việc đấy, hôm nay cũng nhân tiện nói ra là tôi cũng sẽ làm màu rất mạnh ở trên mái tóc và trong bộ sưu tập mới. Và chúng ta thì sẽ cùng chờ đợi anh Minh Tâm sau khi ở London về thì mới có thể biết được tường tận xu hướng của 2019 là gì. Xin cảm ơn nhà tổng màu tóc Minh Tâm, cảm ơn Hiệu Anh Johnner. Quý vị và các bạn thân mến, thời trang là một sự kết hợp hài hòa giữa rất nhiều yếu tố. Mọi người vẫn hay nghĩ rằng chỉ cần khoác lên mình một bộ cánh đẹp hợp thời và bắt mắt thì đương nhiên đã trở thành thời trang. Nhưng thực ra không phải như vậy. Chúng ta sẽ phải có sự kết hợp từ phụ kiện, từ make up, kiểu tóc và rất nhiều những yếu tố khác nhau. Và hy vọng thông qua chương trình ngày hôm nay thì các bạn đã có rất nhiều những kiến thức về tóc, và hãy chờ đợi xem xu hướng của 2019 thì sẽ có những gì nổi bật. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng dịch chuyển với Let's Go. Nào cùng dịch chuyển. Ngày nay, đời sống vật chất đầy đủ hơn nên chị em phụ nữ cũng chú trọng nhiều hơn tới việc chăm sóc sắc đẹp cho bản thân mình. Cùng với đầu tóc, gương mặt thì chăm sóc và làm đẹp móng chân, móng tay cũng là điều chị em đặc biệt quan tâm. Let's Go nào cùng di chuyển ngày hôm nay sẽ cùng các bạn khám phá xu hướng chăm sóc, làm đẹp móng chân, móng tay tại Hà Nội. Chính sự đa dạng và khả năng biến đổi liên tục về màu sắc cũng như kiểu dáng của các thiết kế nail art khiến phái nữ đặc biệt quan tâm tới dịch vụ này.
Một bộ móng tay xinh thực sự là điểm nhấn thú vị, tô điểm cho đôi bàn tay của chị em. Nếu như mùa hè, sự rực rỡ và bừng sáng của các tông màu như vàng, đỏ, cam, xanh, hồng thì mùa thu đông năm nay, các gam màu trầm, trung tính hay màu lạnh lại lên ngôi thật bắt mắt, phối hợp với nhau làm nên một bộ sưu tập các kiểu móng tay thật đẹp, thật ấn tượng và cuốn hút nhất cho mọi bạn gái trẻ. Hy vọng Let's Go nào cùng dịch chuyển ngày hôm nay đã giúp cung cấp cho các bạn những thông tin làm đẹp hữu ích cho mình.